Rồi, chào tất cả các bạn nha. Thì mình đọc các cái dòng comment của các bạn thì mình thấy có một bạn hỏi mình là yêu cầu mình làm cái mạch cảm ứng này nè, cái mạch cảm ứng 5V này nè để kích cho relay đóng mở cái đèn 220V. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video chia sẻ về cái cách làm cái mạch này, cái bộ này nha các bạn. Thì nó đơn giản lắm các bạn. Nếu bạn nào biết rồi thì tuy nhiên là thấy nó rất là đơn giản thì các bạn có thể bỏ qua video này. Thì cái mạch cảm ứng 5V này thì dễ rồi các bạn. Các bạn thứ nhất là các bạn sẽ hàn cho mình hai cái điểm AB lại nha, để mình kích áp đó, kích áp âm đó và nó giữ trạng thái. Đây. Ở trên này nó sẽ có hai cái điểm A và điểm B, thì các bạn nhớ hàn chập hai cái điểm A và điểm B này lại luôn nè, chập hai cái như thế này. À, chập hai cái tiếp điểm của A và B luôn để cho nó giữ trạng thái và nó sẽ kích âm. Rồi, tiếp theo nữa là các bạn sẽ dùng cho mình một con tụ khoảng 10V 100mA, 10V hoặc là 25V, 16V gì cũng được các bạn, tức là trên 5V là được, tại vì cái mạch này nó sử dụng nguồn từ 3,5V cho 3,3V cho tới 5V. Thì ở đây mình sử dụng nguồn 5V thì mình dùng tụ là 10V là được các bạn, khoảng 100mA. Thì chúng ta đấu hai cái chân âm dương này để chúng ta lọc nguồn thôi chứ không có gì các bạn. Rồi, thì bây giờ mình giới thiệu sơ về các bạn về cái sơ đồ đấu cái mạch như thế này. Đây các bạn, mình có vẽ ra giấy cho các bạn dễ theo dõi nha. Thì thứ nhất là chúng ta cần phải có một cái adapter 5V để chúng ta nuôi cho cái mạch các bạn. Thì adapter 5V thì nó có hai chân điện 220 đi vào nè, hai chân ra 5V nè. Rồi điện 220 đi vào thì đầu tiên các bạn cấp vào hai cái chân trực tiếp của hai cái chân vào của adapter nè. Đường 5V đi ra thì các bạn sẽ cấp vào cái chân của cái công tắc cảm ứng. Tức là mình cấp 5V để nuôi cho cái mạch này đó các bạn. Thì công tắc cảm ứng của chúng ta nó sẽ có 3 chân, thì hai chân bìa là chân âm và chân dương nè. Đây, trên là dương, dưới là âm. Đây, để vậy thì ở phía trên này là âm nè. Đây là âm nè các bạn, đây là dương, đây là chân ao nè, chân giữa là chân ao nè. Thì mình vẽ như thế này. Đây là đường dương nha, đây là đường âm. Rồi. Đường ao ra thì các bạn đấu cho mình qua một con điện trở khoảng 100 ohm. 100 ohm nó sẽ có cái khoanh màu là nâu đen đen. Một con transistor này các bạn sử dụng cho mình loại C1815 hoặc là con C khác cũng được các bạn, C1815. Thì con này nó thông dụng và dễ tìm các bạn, đây là con transistor nghịch. Thì các bạn đấu con điện trở đưa vào chân B của con transistor C1815, chân E thì các bạn nối về đường âm 5V nè các bạn, âm 5V nè. Ở đây chúng ta sử dụng thêm một cái relay 5V nữa các bạn, relay này loại relay 5V nha các bạn. Tại vì mình sử dụng nguồn 5V này luôn. Dùng một con điện trở diode 1N4007 để chúng ta dập cái xung ngược khi mà cái relay nó đóng lời các bạn, đóng ngắt. Rồi mình đấu như thế này. Chân dương của 5V này các bạn đưa vào đầu này của một cuộn dây nè, đầu của cuộn dây nè, nhớ bắt con diode vào. Rồi, đầu ra bên đây thì các bạn nối vào chân C. Chân C. Thì khi chúng ta bật công tắc thì cái relay này nó sẽ đóng hoặc ngắt này các bạn. Cái đường điện 220V á thì các bạn sẽ vẽ như thế này. Thì trên cái relay của chúng ta nó sẽ có 5 cái chân. Có loại 5 chân, có loại 4 chân. Ví dụ như loại này là loại 4 chân nè. Thì các bạn thấy đây chân, đây chân, đây chân nè, thì hai cái chân bìa sát ngoài này, cái đầu 3 chân đó thì hai cái chân ngoài này là hai chân của cuộn dây, cuộn hút á, của cuộn hút relay. Còn cái chân này là cái chân chung đưa lên đây để nó đóng cái tiếp điểm này. Như vậy thì cái đường 220 các bạn đưa vô cái chân giữa này ha. Một chân còn lại của cái relay này các bạn thì các bạn đưa qua cái bóng đèn, đưa qua cái bóng đèn, và cái bóng đèn này thì cái đường còn lại, cái đầu còn lại các bạn đấu về lên đường âm bên đây, à, đường 220 bên đây. Đó. Như vậy thì đây là cái hình ảnh thực tế của cái relay này các bạn. Thì các bạn thấy cái đầu nào mà nó có 3 chân liên tục như thế này thì cái đây là hai cái chân cuộn hút nè, hai cái chân bìa là hai chân cuộn hút, chân giữa là cái chân chung nè, để đưa lên đây khi relay kích thì nó sẽ đóng lên cái tiếp điểm này. Đây như là giống như một cái công tắc vậy đó các bạn. Rồi, như vậy thì các bạn lắp ráp cái mạch này như vậy là chạy ok nha các bạn nhé. Và nó ít có bị nhiễu. Bây giờ mình sẽ tiến hành ráp theo cái mạch này nha. Rồi, đây là con điện trở 100 ohm này các bạn. 100 ohm nè, nâu. Nó sẽ là nâu đen đen. À, nâu đen nâu, xin lỗi các bạn, nâu đen nâu. Rồi, con điện trở này thì mình sẽ hàn vào chân giữa nha các bạn. Chân giữa của cái mạch này để lấy điện áp và lấy cái tín hiệu ra đó các bạn. Đây, mình hàn vào chân giữa nha.
Rồi, bây giờ mình sẽ hàn 2 dây cấp điện 5V nha. Đây mình làm mà lấy một dây dương mình hàn ở chân này để cấp điện 5V. Chúng ta sẽ lấy một dây nữa, chúng ta làm dây âm các bạn. Chúng ta sẽ cấp hai nguồn âm dương, thì chúng ta hàn một dây dương nè, bên đây sẽ hàn chừng âm nha. Rồi, chúng ta sẽ hàn hai dây để cấp âm dương. Con điện trở này chúng ta sẽ đưa vào chân B của con transistor C1815. Thì C1815 nó đây các bạn. Đây. Đó, C1815. Thì các bạn úp xuống như thế này. Khi các bạn úp xuống như thế này thì điểm từ trái qua phải nè, B nè, C nè, E nè. Thì chân B là chúng ta sẽ nối vào con điện trở này các bạn. Chân B mình hàn vào con điện trở. Các bạn có thể bẻ nó lại như thế này, chân giữa các bạn đẻ lên trên nha, chân giữa là các bạn bẻ nó lên trên, tức là chân C, chân E các bạn hàng về mát luôn các bạn, E các bạn cho nó về mát luôn. Rồi, chân E nè. Chúng ta còn lại một chân ở giữa là chân C ở giữa nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi kỹ nha. Mình sẽ lấy một dây để mình hàn ra cái đường relay các bạn, kích cho relay. Mình lấy dây màu cam cam này nha. Đây mình làm cho các bạn dễ thấy thôi, còn bình thường thì các bạn có thể bố trí sao cho nó gọn nó đẹp là được các bạn. Ở đây mình làm cho dễ thấy là được rồi. Như vậy thì trên cái mạch này hiện giờ chúng ta sẽ có 3 dây nè. 3 dây nha. Rồi, bây giờ hai cái dây đen đỏ là hai dây cấp nguồn thì chúng ta sẽ hàn vào cái đường 5V cái mạch này các bạn. Thì trên cái mạch này là cái mạch sạc điện thoại nè các bạn, thì thấy cái tụ này chính là cái tụ mà để lọc cái điện áp đầu ra nè. Thì các bạn sẽ thấy nè, bên đây là âm nè. Còn mặt bên chân bên đây sẽ là chân dương, thì các bạn sẽ hàn hai cái điện điểm âm dương này vào đây. Rồi, dây âm thì mình lấy điện áp âm ở đây để mình cấp nguồn. Dây dương cũng tương tự vậy các bạn hàn mấy bên tụ dương tụ là được. Nè. Âm dương của con tụ nè. Rồi. Các bạn nhớ lấy bên điện thứ cấp nha, bên 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 cái cổng USB này nha, chứ đừng có lấy bên này nó điện 220 nha. Các bạn hàn tiếp cho mình thêm một sợi dây dương nữa nha các bạn, một sợi dây dương nữa để chúng ta cấp cho relay, cấp điện cho relay để nuôi relay các bạn. Rồi, điểm dương này mình hàn hai dây nha các bạn. Thì trên cái relay này các bạn sẽ dùng một con diode 1N4007 nè các bạn. Các bạn sẽ đấu vô hai cái chân của cái cuộn hút nè. Rồi, các bạn hàn vô đây. Bây giờ cái dây 5V nè thì các bạn sẽ hàn vô cái đầu mà có bên cái vạch trắng của cái cuộn hút này nha các bạn, cái của con diode nè, cái đầu có bên vạch trắng nha. Rồi. Cái đầu còn lại này các bạn sẽ hàn vào cái chân C của con transistor, tức là cái dây màu cam hồi nãy đó, dây màu cam hồi nãy mình hàn đầu còn lại.
Rồi, như vậy thì điện 220 đi ra đây 5V nè. Hai đường 5V đi ra nè các bạn. Thì một đường mình sẽ cho vào một chân của relay. Được chưa? Một đường đi vào nuôi cái mạch, đường âm dương đi vào nuôi cái mạch nè. Đồng thời mình gắn cái con transistor C1815 ở đây luôn rồi nha. Cho nên vậy chân B của con trăng chân C của con transistor thì các bạn hàn vào cái đầu bên đây của relay nè. Rồi như vậy thì cái phần này coi như xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cấp điện các bạn. Ở đây mình sẽ sử dụng một cái bóng đèn 220 nha các bạn. Giờ đèn 220 nè, thì một đầu các bạn sẽ hàn vào cái tiếp điểm của cái relay còn lại nè các bạn, cái tiếp điểm đầu bên đây. Thực tế thì đầu bên này hay đầu bên giữa cũng được hết các bạn, tại vì hai cái này khi mà relay nó đóng thì hai cái này nó sẽ tiếp xúc lại với nhau, nó giống như công tắc vậy các bạn. Rồi, đây là cái bóng đèn nha. Một đầu còn lại của cái đèn á thì các bạn sẽ hàn vào hai cái chân vô nè các bạn, hai chân điện áp vào nè, hai chân điện áp vào để nuôi cho cái nguồn nè. Thế như vậy thì nó cũng chưa hoạt động được nha các bạn phải hàn thêm một dây nữa nha. Ở cái điện áp đầu vào chúng ta sẽ hàn hai dây các bạn. Cấp điện. Thì chúng ta sẽ hàn cái đầu này còn lại vào cái chân giữa của cái relay nè các bạn nhé. Chân giữa của relay nè. Rồi. Thì đây là hai chân đầu vào 220V. 220V thì nó đi qua nối tiếp qua cái bóng đèn nè các bạn và nối tiếp qua cái relay nè, vào chân giữa của relay và một chân bìa bên đây của relay. Tức là khi relay đóng thì hai cái này nó sẽ chập lại với nhau làm cho đèn chúng ta sáng. Bây giờ chúng ta chỉ còn công việc nữa là chúng ta sẽ cấp điện cho cái nguồn này các bạn. Mình hàn hai cái dây để chúng ta cắm điện ra. Rồi, hai dây cấp điện thì chúng ta sẽ hàn vào hai cái điểm AC in nè. Rồi, cơ bản vậy là xong các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cấp điện và thử nha. Ở đây mình sẽ cấp điện qua cái bóng đèn. Đó, thì các bạn thấy đèn trên này cái cảm ứng nè. Chúng ta sẽ chạm thử trên cái công tắc cảm ứng nè. Đó, nó tắt rồi đó. Điện này đèn 220 nha các bạn. Đó. Rồi, thì cái này tất cả chúng ta bỏ nó vào trong cái hộp các bạn. Thì cái mạch này nó cảm ứng có thể xuyên qua nhựa được các bạn. Con này có thể xuyên qua nhựa, để mình thử. Mình nhớ là cái mạch cảm ứng này là nó xuyên nhựa được. Đây. Rồi thì các bạn chỉ cần công việc còn lại là chúng ta chỉ cần bỏ nó vào trong cái hộp cho nó gọn gàng lại, chúng ta dán keo rồi lại ok là ok được các bạn nhé. Đó. Đây. Đây, mình nó bỏ nó vô trong hộp hết luôn nha các bạn. Thử luôn nha. Thì nếu anh dùng cái đèn mà loại 60W thì relay này ok các bạn. Các bạn dùng cái đèn 60W 100W thì relay này ok nha. Tùy theo cái relay các bạn có thể chọn relay 5V, dòng chịu đựng của nó. Ví dụ như con này là nó chịu lên tới 10A. 10A thì nó khoảng 2000W các bạn theo lý thuyết. Thì bình thường mình sử dụng khoảng vài trăm watt là bình thường. Ok, không sao hết. Đây, để mình dán thử lên đây coi nha.
Này mình chỉ làm tạm thôi, các bạn nào làm đẹp thì để muốn làm đẹp thì các bạn cho nó vào trong hộp làm cho nó gọn gàng lại là ok nha, chứ không có gì đâu. Rồi mình dồn hết nó vào trong cái mạch này, cái hộp này mình đóng lại thử nha các bạn. Rồi, giờ mình cắm điện thử nha. Nãy mình dán cái cảm ứng ở đây các bạn đây. Giờ các bạn xem nè. Đó. Ngon lành. Loại này là nó xuyên nhựa rất là tốt các bạn. Các bạn dán vô trong nhựa này là bình thường. Đó. Thậm chí là chúng ta chưa có chạm tới cái nhựa nữa là nó tắt rồi các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn nhiều sức khỏe.